khi mà cô coi á, thì cô coi các cái YouTube mà con quay á, thì con đều quay thực tế ở công trình, con xuống là con thấy gì là con quay cái đấy. Nên là chắc chắn là khi mà cô xây nhà thì cô cũng phải coi các YouTube của con nhiều rồi. Thì cô thấy là trên YouTube con quay á, với cái nhà của cô á, làm nó có giống như vậy không cô? Rồi chào các bạn, thì mình đang đứng ở nhà cô Điệp. Thì ở nhà cô thì đang xây cái phần thô, mình đang làm cái công tác mà đổ cái bê tông rằng trên cái mái sân thượng đó. Thì hôm nay mình gặp cô ấy, là mình có câu hỏi cho cô luôn đó. Cô thì cô đã xây căn thứ hai rồi. Thì trong quá trình mà xây dựng ngôi nhà như thế này á, thì cô có hài lòng về cái cách mà xây dựng là cô xây nhà cho mình không cô? Thì trong cái quá trình mà xây nhà cho nhà cô đó, căn thứ nhất, căn thứ hai thì cô rất là hài lòng. Vì tất cả các anh em làm ở đây rất là nhiệt tình mà có tâm, cho nên là cô rất hài lòng. Khi mà cô coi á, thì cô coi các cái YouTube mà con quay á, thì con đều quay thực tế ở công trình, con xuống là con thấy gì là con quay cái đấy. Nên là chắc chắn là khi mà cô xây nhà thì cô cũng phải coi các YouTube của con nhiều rồi. Thì cô thấy là trên YouTube con quay á, với cái nhà của cô á, làm nó có giống như vậy không cô? Giống, tại vì cô thấy là cô coi trên YouTube á, những cái phần mà con giới thiệu á, thì cô thấy nó rất là giống thực tế ở nhà cô. Thì đấy là cái tiêu chuẩn của con đấy cô. Thì con cũng cam kết với khách hàng của con á, là cứ những năm tiếp theo á, là con sẽ làm tốt hơn nữa. Bởi vì á, trong quá trình làm có những cái thiếu sót ấy, thì con sẽ thay đổi để con làm tốt hơn cho khách hàng của con. Công ty xây dựng LACO của con là xây dựng nó có cái tiêu chuẩn rồi, nên là các anh em giám sát đi cũng là theo cái tiêu chuẩn mà con cũng đã chia sẻ đó. Thì tất cả những tiêu chuẩn, cái gì mà con biết ấy, thì con sẽ áp dụng vào nhà của cô. Thì mục đích là sao cho cái nhà này nó chất lượng đó. Nên là những cái gì mà con làm ấy, thì con cũng đều tư vấn cho cô rất là rõ ràng, để làm sao để con cũng mong là khách hàng của con á, cũng giống như cô Điệp á, là có được một cái ngôi nhà đẹp. Thì làm sao mà để cho ai tới ngôi nhà á, thì cũng khen ngôi nhà đẹp. Thứ hai nữa là cái ngôi nhà nó phải chắc chắn về kết cấu, rồi cô cũng thấy rồi đó. Con làm như vậy, làm từng lớp cái sắt rất là nhiều để làm sao cho cái ngôi nhà nó tốt đó cô. Con bởi vì con không muốn là về sau phải đi bảo hành nhiều. Thì những cái bảo hành á, nó cũng chỉ là những cái mà khách quan, là những cái mà mình không kiểm soát được thôi cô. Đó. Dạ. Thì đây là cô Điệp, cô xây căn thứ hai này. Dạ. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô rất là cảm ơn Tú và bên công ty nhiều nhá. Chắc chắn là hy vọng rằng cô sẽ xây thêm một căn nữa. Dạ. Cũng rồi. Đối diện đây thôi. Dạ. Nha. Rồi giới thiệu các bạn là cô là Trùm đó. Cô xây rất là nhiều căn. Mình cũng hy vọng là khi mà xây nhà cô đẹp thì cô sẽ giới thiệu cho mình nhiều căn tiếp theo nữa.